Cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình phát hình của Hồn Việt TV. Trở lại với bản tin tối thứ Hai hôm nay, sau đây là phần tin quốc tế được mở đầu với anh Ngọc Triệu. Sau đây là phần tin quốc tế. Hoa Kỳ giữ vai trò then chốt trong kế hoạch của Philippines để khai thác dầu khí tại Biển Đông. Theo đại sứ của Manila ở tại Washington, Philippines xem Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ giữ vai trò then chốt trong kế hoạch của Philippines để mà thăm dò tài nguyên năng lượng ở Biển Đông. Philippines muốn đưa mối quan hệ an ninh ngày càng sâu sắc với Washington vào việc phát triển kinh tế. Và đại sứ Philippines tại Hoa Kỳ Jose Manuel Romaruanes cho biết rằng khi đến lúc Philippines bắt đầu thăm dò dầu khí, thì Philippines sẽ có những lựa chọn để thấy cách bảo đảm cho việc thăm dò. Và Philippines hợp tác chặt chẽ với các đồng minh, không chỉ có Hoa Kỳ mà còn có Nhật Bản và Úc. Philippines thì đang cân nhắc nhiều lựa chọn cho kế hoạch khai thác tài nguyên ở tại Biển Đông. Và cơ quan thông tin năng lượng của Hoa Kỳ cho biết, ước tính là Biển Đông có trữ lượng dầu khí lớn nhất. Ông Romulo Andrade cho biết là một trong những lựa chọn tiềm năng là mời các công ty Hoa Kỳ đầu tư vào thăm dò cũng như bàn thảo với các nước khác như là Việt Nam, đất nước cũng có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng ở tại Biển Đông. Philippines nhập cảng gần như toàn bộ nhu cầu nhiên liệu và nhiều năm qua đã tìm cách bắt đầu thăm dò dầu khí ở vùng biển tranh chấp, kể cả qua sự hợp tác với Trung Cộng. Tuy nhiên, cuộc thương thảo nằm giữa Manila và Bắc Kinh đã bị đình trệ vì căng thẳng tăng cao, với tuần duyên của hai bên gần đây đã va chạm nhau tại biển giữa cuộc đối đầu với Trung Cộng. Philippines thực hiện chiến lược mới để mà bảo vệ cho lãnh thổ và quyền lợi kinh tế. Manila gần đây đã ký kết nhiều thỏa thuận an ninh với các nước như là Anh Quốc, Úc và Canada. Thưa quý vị, tin tiếp theo nói về ít nhất có 50 người bị thương sau vấn đề kỹ thuật trên chuyến bay của hãng Latam Airlines từ Úc đi Tân Tây Lan. Ít nhất 50 người bị thương hôm nay, phần lớn là thương tích nhẹ sau khi một vấn đề kỹ thuật gây ra chuyển động mạnh trong chuyến bay của hãng Latam Airlines từ Sydney đi Auckland. Chuyến bay LA800 của Latam Airlines trên phi cơ Boeing 787-9 Dreamliner đáp xuống phi trường Auckland như lịch trình chiều hôm nay. Chuyến bay thường quá cảnh ở Auckland trên đường đi San Diego tại Chile. Phát ngôn viên của Latam Airlines cho biết, một vấn đề kỹ thuật trên chuyến bay ảnh hưởng đến một số thành viên trong phi hành đoàn và hành khách, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Tổ chức Hato Hone St John chữa trị cho khoảng 50 người tại phi trường. Một bệnh nhân bị thương nặng, trong khi những người còn lại bị thương tích nhẹ đến vừa. Báo New Zealand Herald dẫn lời một hành khách cho biết cô bị rơi xuống sàn trong chuyến bay. Hiện chưa rõ nguyên nhân và bản chất của sự việc. Lũ lụt và lở đất ở tại Indonesia làm cho ít nhất 19 người bị thiệt mạng. Nhiều ngày mưa lớn đã gây ra lũ lụt và lở đất ở tại tỉnh Tây Sumatra của Indonesia, buộc hơn 70.000 người phải đi di tản, trong khi làm cho ít nhất 19 người bị thiệt mạng và 7 người bị mất tích. Mưa lớn từ ngày thứ Năm tuần trước ở thủ phủ Padang và 8 khu vực khác đã làm hư hỏng gần 700 căn nhà và nhiều cây cầu cũng như là trường học, cùng với 113 hecta hoa màu. Cơ quan cứu nạn của Indonesia đang tìm kiếm những người bị mất tích với 150 nhân viên cứu nạn tham gia công việc này, nhưng gặp khó khăn vì đường xá tắc nghẽn theo sau các trận lở đất. Ông Abdul Malik là trưởng nhóm cứu nạn của tỉnh thì cho biết, cuộc tìm kiếm hôm nay bao gồm 150 người từ nhiều cơ quan khác nhau. Và theo phát ngôn viên là Abdul Muhari của cơ quan giảm thiểu thảm họa quốc gia BNPB, thì những người đi di tản tập trung ở tại các đền thờ gần nhất nhưng không ở nhà lánh nạn tạm thời. Họ được phát lương thực, nước cũng như là thuốc men, trong khi những người khác thì trở về nhà khi mà nước rút xuống. Phần lớn các khu vực ở tại Padang thì vẫn chìm trong nước lũ, nhiều con đường bị chặn lại vì một trận lở đất ở khu vực Padang Pariaman với dự báo là tiếp tục có mưa trong vài ngày tới. BNPB đã cảnh báo thiệt mạng thêm vì lũ lụt và lở đất. Mùa mưa ở tại Indonesia thì bắt đầu từ tháng 1 và cơ quan khí tượng và địa vật lý của Indonesia BKMG dự báo là lượng mưa lên cao nhất vào quý 1 ở trên đảo Java và Sumatra. Nhìn sang tình hình Trung Đông, thưa quý vị, Thủ tướng Israel công bố ít nhất 13.000 tên khủng bố nằm trong số người Palestine thiệt mạng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật nói rằng ít nhất 13.000 tên khủng bố nằm trong số người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel với Hamas ở dải Gaza và công bố sẽ tiến hành cuộc tấn công ở phía nam Gaza, hành động mà bị Tổng thống Hoa Kỳ Biden gọi là giới hạn đỏ. Gần 31.000 người Palestine thiệt mạng ở Gaza trong 5 tháng chiến tranh, vốn bắt đầu sau khi Hamas tấn công Israel ngày 7 tháng 10, giết chết 1.200 người và bắt giữ 253 con tin. Bộ Y tế ở Gaza không phân chia chi tiết tổng số tử vong thường dân và thành viên Hamas, nhưng nói rằng 72% số người chết là phụ nữ và trẻ em. Hamas gọi con số Israel công bố là nỗ lực để phát họa chiến thắng giả tạo. Công ty truyền thông Axel Springer của Đức, chủ quản báo Politico, báo Barbie ở Đức và đài truyền hình Welt TV dẫn lời ông Netanyahu cho biết cuộc tấn công của Israel ở Rafah ở phía nam Gaza là chìa khóa để đánh bại Hamas. Báo Barbie dẫn lời ông Netanyahu nói rằng Israel đang đến rất gần chiến thắng. Một khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự nhắm vào các tiểu đoàn khủng bố còn lại ở Rafah, chiến thắng chỉ là vấn đề vài tuần cho đến khi giai đoạn giao tranh kết thúc. Tổng thống Biden và các phụ tá kêu gọi ông Netanyahu không thực hiện cuộc tấn công lớn ở Rafah cho đến khi Israel bảo đảm kế hoạch di tản thường dân. Hơn một nửa trong số 2.300.000 người dân ở Gaza hiện đang lánh nạn ở khu vực Rafah. Khi được MSNBC hỏi liệu cuộc xâm lược Rafah có phải là giới hạn đỏ hay không, ông Biden nhấn mạnh đó là giới hạn đỏ nhưng ông sẽ không bỏ rơi Israel. Báo Politico hôm Chủ nhật dẫn lời ông Netanyahu nói rằng lực lượng Israel sẽ tiến đến Rafah. Ukraine khước từ lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Francis về đàm phán với Nga. Ukraine vào hôm Chủ nhật khước từ lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Francis về thương thảo để chấm dứt chiến tranh với Nga. Trong đó thì Tổng thống Ukraine là Zelensky cho rằng Đức Giáo Hoàng đang thực hiện hòa giải online và Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh Kyiv sẽ không bao giờ đầu hàng. Đức Giáo Hoàng cho biết rằng khi tình hình trở nên tồi tệ đối với một bên trong cuộc xung đột thì bên đó phải thể hiện sự dũng cảm của lá cờ trắng và thương thảo. Cuộc phỏng vấn của Đức Giáo Hoàng được xem là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng đã sử dụng những cụm từ như là cờ trắng hay bị đánh bại khi nói về cuộc chiến ở tại Ukraine. Mặc dù trước đó thì Ngài vẫn nói về sự cần thiết phải đàm phán. Ông Zelensky không đề cập trực tiếp đến Đức Giáo Hoàng hay phát biểu của Ngài, nhưng nhắc đến các nhân vật tôn giáo đã hỗ trợ cho Ukraine. Và trong bài phát biểu hàng ngày thì ông Zelensky cho biết rằng họ hỗ trợ qua lời cầu nguyện, qua cuộc thảo luận và việc làm. Đây thực sự là những gì mà giáo hội cần làm với giáo dân, chứ không phải cách xa tới 2.500 km. Cuộc hòa giải online giữa một người muốn sống và một người muốn tiêu diệt người đó. Trên mạng xã hội X, thì Bộ trưởng Ngoại giao là Dmitry Kuleba cho biết rằng một người mạnh mẽ trong bất kỳ tranh chấp nào cũng đứng về phía điều tốt đẹp, thay vì đặt họ vào cùng vị trí đó và kêu gọi thương thảo. Quốc kỳ của Ukraine là màu vàng và màu xanh, và đây là lá cờ của người dân cùng sống cùng chết. Ukraine sẽ không bao giờ giương bất kỳ lá cờ nào khác. Thưa quý vị, tin quốc tế tiếp theo nói về bộ phim Oppenheimer thắng lớn tại lễ trao giải Oscar lần thứ 96. Bộ phim Oppenheimer thắng lớn tại lễ trao giải Oscar lần thứ 96 sau khi giành được giải phim hay nhất và Cillian Murphy được trao tượng vàng diễn viên chính xuất sắc nhất. Bộ phim về cha đẻ bom nguyên tử trước đó đã nhận được 13 đề cử và Robert Downey Jr. đã giành được giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đạo diễn xuất sắc nhất là Christopher Nolan cùng với các giải thưởng ở những hạng mục khác như giải dựng phim xuất sắc và quay phim xuất sắc. Tượng vàng dành cho đạo diễn Christopher Nolan đã được dự đoán từ trước. Nhận giải thưởng từ đạo diễn kỳ cựu Steven Spielberg, Nolan nói ông cảm ơn cả ekip làm phim và nói rằng diễn xuất của Cillian Murphy là không thể tin được. Nam diễn viên Murphy khẳng định mình tự hào là một người Ireland khi nhận giải thưởng danh giá. Emma Stone giành giải nữ chính xuất sắc với vai diễn Bella Baxter trong phim Poor Things. Phim cũng giành giải phục trang xuất sắc và thiết kế sản xuất xuất sắc. Đây là tượng Oscar lần thứ hai cho Emma Stone, trước đó đã giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vào năm 2017 với La La Land. Da'Vine Joy Randolph đạt giải nữ phụ xuất sắc với vai diễn trong The Holdovers. Phim Barbie đã nhận được giải thưởng cho ca khúc nhạc phim gốc xuất sắc nhất do ca sĩ Billie Eilish và anh trai của cô này là Francis chấp bút. Anatomy of a Fall giành giải kịch bản gốc hay nhất, trong khi American Fiction được trao giải Oscar cho kịch bản chuyển thể hay nhất. The Boy and the Heron đã chiến thắng hạng mục phim hoạt hình hay nhất, mang về tượng vàng cho nhà sáng lập studio Ghibli Hayao Miyazaki. Bộ sưu tập trang sức vàng trị giá 1,2 triệu euro bị đánh cắp ở Tây Ý. Bọn trộm đã đánh cắp gần 50 món đồ trang sức vàng của nhà điêu khắc Umberto Mastroianni, người Ý, trị giá lên đến 1,2 triệu euro. Và trong vụ trộm cắp này thì một cuộc triển lãm ở tại miền Bắc nước Ý. Theo ban tổ chức thì một băng trộm chuyên nghiệp vào tối ngày thứ Tư đã đánh cắp gần như toàn bộ sưu tập về nhẫn, vòng tay, mặt dây chuyền và những bức tượng của ông Mastroianni, là một trong những điêu khắc gia đương đại vĩ đại nhất của Ý, đang được trưng bày tại khu Vittoriale degli Italiani bên hồ Garda. Chỉ một trong số 49 món đồ trong bộ sưu tập đã được thu hồi. Ông Lorenzo Gicci là lãnh đạo trung tâm nghiên cứu các tác phẩm của Umberto Mastroianni cho biết rằng những món đồ trang sức đặc biệt này đã thể hiện đỉnh cao về tài nghệ kim hoàn của nghệ nhân, và nếu không thu hồi được những món trang sức này thì vụ trộm cắp này sẽ là một tổn thất không thể ước tính nổi. Cuộc triển lãm khai mạc vào tháng 12 năm ngoái tại Bảo tàng Museo D'Annunzio Secreto và dự tính bế mạc vào thứ Sáu vừa qua. Những tác phẩm này do Mastroianni thiết kế và chế tác từ thập niên 1950 cho đến khi ông qua đời vào năm 1998. Cảnh sát và các chuyên viên nghệ thuật đang điều tra. Tin tiếp theo sau đây đến từ Á Châu. Nhân viên vệ sinh tìm thấy hai em bé đã chết trong hũ thủy tinh trong apartment bỏ trống ở Hồng Kông. Thưa quý vị, hai người bị bắt giữ ở Hồng Kông sau khi một nhân viên dọn vệ sinh phát hiện thi thể của hai em bé trong hũ thủy tinh trong phòng khách của một apartment bỏ trống. Các nghi phạm gồm một nam giới 24 tuổi và một phụ nữ 22 tuổi được cho là cha mẹ của hai em bé này. Thanh tra trưởng Oh Yong Thak của khu New Territories North cho biết hũ thủy tinh cao 30 cm và các thi thể không có dấu hiệu thương tích. Khám nghiệm pháp y sẽ được thực hiện để xác định tuổi của hai em bé và có phải là các em chết khi chào đời hay không. Theo báo South China Morning Post, một nguồn tin thân cận nói rằng đây là hai bé trai và có khả năng các em chết khi ra đời khi xét đến kích thước của các em. Hai em bé được phát hiện sáng thứ Sáu tại một apartment ở tòa nhà Meihang ở quận Tuanmun. Chủ tòa nhà cử nhân viên vệ sinh đến sau khi người thuê nhà dọn đi. Theo đài RTHK, các thi thể được ngâm trong dung dịch trong hũ thủy tinh. Hai nghi phạm bị bắt giữ vì vứt bỏ thi thể trái phép. Gần 250 ông chồng đã bế vợ để lập kỷ lục thế giới ở tại Cambodia. Gần 250 cặp vợ chồng ở tại Cambodia đã bất chấp khoảng thời gian dài vào hôm 8 tháng 3 để lập kỷ lục Guinness thế giới về bế vợ trong thời gian dài nhất. Theo ban tổ chức thì cuộc thi ở thủ đô Phnom Penh đã diễn ra để chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ và tôn vinh vai trò của người phụ nữ trong cuộc sống của nam giới. Cuộc thi kéo dài cho đến sáng sớm ngày 9 tháng 3 khi mà một số trong số 245 cặp thí sinh ngất xỉu vì kiệt sức. Lập kỷ lục thế giới mới không phải là yếu tố thúc đẩy duy nhất trong cuộc thi, vì người chiến thắng cuộc thi được thưởng một chiếc Mazda sedan mới, trong khi người thắng giải nhì cho đến giải tư thì nhận được phần thưởng là một chiếc xe máy và phần thưởng tiền mặt cho các thứ hạng khác. Rion Vichet và vợ là Him Pise đã đến từ tỉnh Kampot, chiến thắng cuộc thi và nhận được chiếc xe Mazda. Lập kỷ lục thế giới mới về việc bế vợ trong khoảng 8 tiếng 20 phút và cuộc thi tương tự do nhãn hàng nước uống tăng lực Boost Strong tài trợ đã diễn ra vào năm 2023 nhưng không lập được kỷ lục thế giới mới. Sự kiện này cũng giành được danh hiệu kỷ lục Guinness thế giới về số cặp vợ chồng lớn nhất bế vợ cùng một lúc. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới, và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin Việt Nam.